nay cô cùng các em ôn tập một số cái bài thơ hiện đại Việt Nam mà chúng ta đã học trong chương trình ngữ văn lớp 9. Trong chương trình ngữ văn lớp 9 chúng ta đã học một số những cái bài thơ như sau. Ở học kỳ 1 chúng ta đã được học những cái bài thơ đó là Đồng Chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đoàn Thuyền Đánh Cá, Bếp Lửa, Ánh Trăng và bài thơ Khúc Hát Ru Những Con Cá Lớn Trên Lưng Mẹ. Ở học kỳ 2 chúng ta đã học được một số những cái bài thơ như sau: bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, bài thơ Viếng Lăng Bác, Sang Thu, bài thơ Nó Biết Con và bài thơ Không Còn. Để khắc sâu hơn kiến thức của cái phần văn thơ hiện phần thơ hiện đại Việt Nam thì chúng ta cần lưu ý cho cô những cái vấn đề như sau. Thứ nhất là các em phải thuộc thơ, các em phải nắm rõ được tác giả, các em cũng phải nắm rõ được đó là cái hoàn cảnh ra đời, thể thơ, rồi các em nắm được cho cô về cái giá trị nội dung, về những cái nghệ thuật đặc sắc của từng bài thơ. Thì sau đây cô sẽ cùng các em đi cụ thể từng cái bài thơ. Bài thơ thứ nhất đó là bài thơ Đồng Chí. Thì về bài thơ Đồng Chí thì các em lưu ý cho cô, tác giả của bài thơ đó là Chính Hữu, Chính Hữu tên thật đó là Trần Đình Đắc. Về hoàn cảnh ra đời thì bài thơ này sáng tác năm 1948, thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp. Về hoàn cảnh ra đời thì các em cũng nắm cho cô thêm được một số những cái nội dung sau. Đó là năm 1947 thì Chính Hữu cùng với đồng đội tham gia cái chiến dịch Việt Bắc Thu Đông thắng lợi, và sau cái chiến dịch Việt Bắc Thu Đông thắng lợi đó, tác giả đã viết bài thơ Đồng Chí để thể hiện được những cái trải nghiệm của đời người lính của mình. Thể thơ thì bài thơ Đồng Chí thuộc thể thơ tự do. Về nội dung thì ở bài thơ Đồng Chí các em nắm cho cô được đó là bài thơ nó thể hiện cái vẻ đẹp chân thực giản dị của bộ đội thời Chống Pháp, đồng thời nó cũng thể hiện cái tình đồng chí đồng đội keo sơn gắn bó rất là cảm động. Về nội dung bài thơ Đồng Chí thì chúng ta cũng nắm cho cô thêm được một số những cái chi tiết sau. Đó là các em phải nắm cho cô được đó là cái cơ sở hình thành từ đồng chí, thì các em sẽ nắm được cho cô ba cái cơ sở. Thứ nhất đó là cái hoàn cảnh xuất thân của những người lính, họ là những người nông dân ở mọi miền Tổ quốc đã đi về đây theo cái tiếng gọi của trái tim để đánh đuổi ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Cái cơ sở thứ hai để hình thành đồng chí các em cũng cần nắm cho cô đó chính là họ cùng chung cái chí hướng, cùng chung cái nhiệm vụ, đó là sẵn sàng đánh đuổi ngoại xâm. Và cơ sở thứ ba đó chính là cái hoàn cảnh chiến đấu gian khổ ở chiến trường, và chính ba cái cơ sở đấy đã tạo nên được cái hình thành đã hình thành được cái tình đồng chí. Và khi tình đồng chí đã được hình thành thì các em cũng cần nắm cho cô được đó là cái biểu hiện cũng như là cái sức mạnh của tình đồng chí. Thì như cô đã phân tích bài thơ ở học kỳ 1, các em thấy được đó là cái tình đồng chí này nó có một cái biểu hiện cụ thể, đó là vì là họ đã là những người đồng chí cho nên họ rất là thấu hiểu, cho nên họ sẵn sàng chia sẻ những cái tâm tư, những cái nguyện vọng, những cái nỗi niềm riêng tư thầm kín của nhau. Và cũng chính vì cái tình đồng chí ấy đã giúp họ vượt qua được bao gian nan thử thách, họ cùng đồng cam cộng khổ để vượt qua những cái cam go cuộc chiến. Và cũng chính tình đồng chí keo sơn gắn bó ấy đã giúp họ sát cánh bên nhau đánh đuổi ngoại xâm. Và để cái tình đồng chí đó em thấy được nó đã tạo nên một cái biểu tượng đẹp đẽ về tình đồng chí của người lính trong thời kỳ Chống Pháp. Đó là về nội dung. Còn về nghệ thuật thì chúng ta lưu ý cho cô đó là nghệ thuật của bài thơ Đồng Chí thì các chi tiết thơ, hình ảnh thơ rất là tự nhiên, bình dị, ngôn ngữ thì cô đọc gợi cảm. Và thêm phần nghệ thuật này các em cũng cần nắm được cô được đó chính là một số những cái biện pháp tu từ mà các em cần phải lưu ý.
đó là cái nội dung và những cái kiến thức cần nhớ ở bài thơ đồng chí. À, tiếp theo chúng ta sang cái bài thơ về tiểu đội sông kính. Bài thơ về tiểu đội sông kính, tác giả là Phạm Thính Duật. Bài thơ ra đời trong năm 1969, khi tác giả đang làm nhiệm vụ đó là lái xe trên tuyến đường Trường Sơn. Về cái hoàn cảnh ra đời của bài thơ thì các em cũng cần nắm với cô được, đó là bản thân tác giả cũng là một thanh niên xung phong tình nguyện vào chiến trường Trường Sơn để mà làm cái nhiệm vụ lái xe, và tại đây tác giả cũng đã viết nên được những cái cảm xúc của người thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Bài thơ cũng thuộc thể thơ tự do. Về nội dung thì chúng ta cũng thấy bài thơ thể hiện được đó là cái vẻ đẹp hiên ngang dũng cảm của người lính lái xe Trường Sơn. Và ở cái nội dung này các em cũng cần nắm được với cô, đó là các em cũng phải hiểu được những người lính ở trong bài thơ tiểu đội sông kính, họ là những thanh niên vừa rời ghế nhà trường, họ tình nguyện để vào miền chiến trường miền Nam để đánh đuổi kẻ thù, để vì đồng bào miền Nam thân yêu, rồi về tổ quốc thân yêu. Về nghệ thuật thì chúng ta cũng cần nắm được một số những cái nghệ thuật cho cô, đó là về ngôn ngữ. Thì các em thấy ngôn ngữ của bài thơ này bình dị, giọng điệu của bài thơ thì các em cũng nhớ cho cô được giọng điệu của bài thơ ở đây, đó là ngang tàng, khẩu khí. Nó thể hiện được đó là cái khí phách hiên ngang kinh cường của lính, là hình ảnh thơ rất độc đáo. Đó là những cái nội dung mà cái bài thơ về tiểu đội sông kính em cần nhớ. Bài thơ thứ ba đó là bài thơ Đoàn thuyền đi cá. Bài thơ Đoàn thuyền đi cá của tác giả Lê Cận, tên đầy đủ của ông là Cù Lê Cận. Về hoàn cảnh ra đời thì bài thơ sáng tác năm 1958 trong một cái chuyến đi thực tế ở vùng mỏ Quảng Ninh. Bài thơ ra đời. Về cái hoàn cảnh ra đời của bài thơ này, các em cũng nắm thêm cho cô một số chi tiết để các em khi khai thác bài thơ chúng ta sẽ có những cái cơ sở chúng ta thấy được cái mạch cảm xúc của bài thơ. Đó là trước 1958 thì thơ Cận rất là buồn, và gần như đó là cảm giác nó mang nát bế tắc. Thì trong cái chuyến đi này chứng kiến cảnh lao động hăng say của người dân Lào, của người dân Quảng Ninh, Quảng Ngãi, khi thế của những con người được làm chủ công việc, thì Lê Cận đã thực sự trở lại với cái hồn thơ của mình, và ông đã viết cái bài thơ này trong một cái khoảnh khắc rất ngắn, và bài thơ đã thể hiện được cái cảm xúc của một con người đang đứng trước cái công cuộc của người dân miền Bắc đang trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bài thơ thuộc thể thơ đó là 7 chữ. Về nội dung bài thơ thì các em cũng cần nắm cho cô được, đó là bài thơ nó thể hiện cái vẻ đẹp tráng lệ, giàu cái màu sắc lãng mạn của thiên nhiên, của vũ trụ, và đồng thời nó cũng thể hiện được khí thế của những con người lao động mới trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Về nghệ thuật thì ở bài thơ Đoàn thuyền đi cá, chúng ta thấy ở bài thơ này đó là về từ ngữ thì giàu hình ảnh. Bài thơ sử dụng rất thành công các biện pháp tu từ như là ẩn dụ, như là nhân hóa. Đó là một số những cái nét cơ bản về bài thơ Đoàn thuyền đi cá. Bài thơ tiếp theo là bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt. Thì tên thật của Bằng Việt là Nguyễn Việt Bằng. Bài thơ sáng tác năm 1963 khi tác giả đang là sinh viên ngành luật ở Liên Xô. Thì các em thấy ở cái bài thơ Bếp lửa này nó thể hiện được đó là, thứ nhất là cái thể thơ đó là tự do. Còn về nội dung thì bài thơ nó gợi lại những kỷ niệm đầy xúc động về người bà và cái tình bà cháu. Đồng thời tác giả thể hiện cái lòng kính yêu bà vô hạn, rồi là cũng đây cũng là tình yêu quê hương.
Về bài thơ này thì các em nhớ được cho cô một số những cái chi tiết sau. Khi mà còn nhỏ thì tác giả là một người sống và được lớn lên cùng bà, được sống trong cái tình yêu thương, sự chăm sóc của bà. Cho nên tác giả đã cảm nhận được tất cả những tình yêu thương mà người bà đã dành cho cháu. Cho nên bài thơ nó thể hiện rất là rõ nét, rất là sâu sắc cái tình cảm mà người cháu dành cho bà. Về nghệ thuật thì các em thấy bài thơ này đó là một sự kết hợp rất nhuần nhuyễn giữa cái phương thức biểu cảm với miêu tả và thực sự và các pha lẫn bình luận. Và thành công của bài thơ ở đây đó là cái sự sáng tạo về hình ảnh bếp lửa gắn liền với hình ảnh của bà. Về bài thơ Khúc Hát Ru, những cái bài lớn trên lưng mẹ, thì như cô nói ban đầu thì bài thơ này bài trong chương trình thì nó là thuộc cái bài thơ giảm tải. Nên các em chỉ cần nắm cho cô một số những chi tiết cơ bản, đó là tác giả của bài thơ đó là Nguyễn Khoa Điểm, và cái hoàn cảnh ra đời của bài thơ đó là tác giả sáng tác bài thơ năm 1971 khi mà ông đang công tác ở chính khu miền Tây Thừa Thiên Huế, và cái thể thơ cũng là thể thơ tự do. Và bài thơ về nội dung bài thơ thì các em thấy đó là cái tình yêu thương con và cái ước vọng của người mẹ dân tộc Tà Ôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Về nghệ thuật thì các em thấy được đó là cái bài thơ này, cái giọng điệu của bài thơ nó tha thiết, hình ảnh thơ thì gần gũi giản dị. Bài thơ tiếp theo là bài thơ Ánh Trăng. Bài thơ Ánh Trăng tác giả là Nguyễn Duy, tên thật của Nguyễn Duy là Nguyễn Duy Nhuệ. Bài thơ sáng tác năm 1978 khi tác giả đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân nhà thơ cũng là một người lính, cũng là một người sống ở vùng quê. Cho nên tất cả những ký ức, những kỷ niệm của tuổi thơ, kỷ niệm của những năm tháng chiến tranh gian lao vất vả, nhà thơ đã tái hiện trong bài thơ một rõ nét nhất. Thể thơ thì bài thơ là thể thơ năm chữ. Về nội dung bài thơ thì các em thấy là bài thơ nó gợi nhớ những cái năm tháng gian lao của người lính và gắn bó với thiên nhiên, đất nước bình dị. Đồng thời, bài thơ cũng nhắc nhở chúng ta cái thái độ sống uống nước nhớ nguồn. Về nghệ thuật thì bài thơ này các em thấy rất là cái giọng điệu bài thơ tâm tình, hồn nhiên, hình ảnh thì gợi cảm. Bài thơ tiếp theo là bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Viễn Phương tên thật là Phan Thanh Viễn. Hoàn cảnh sáng tác bài thơ thì bài thơ sáng tác năm 1976 ngay sau khi đất nước thống nhất, và đây cũng là lúc Lăng Bác vừa khánh thành. Về hoàn cảnh ra đời của bài thơ thì cô nói thêm để em nắm rõ thì Bác Hồ là một vị cha già cách nghĩa của dân tộc. Khi người ra đi đó là cái nỗi đau lớn nhất của cả dân tộc Việt Nam. Như lúc Bác ra đi thì Viễn Phương nói riêng cũng như là những người con miền Nam nói chung thì đang phải đánh đuổi kẻ thù để mà bảo vệ Tổ quốc. Cho nên những người con miền Nam không đến bên người để chia buồn được. Cho nên những cái nỗi đau mất vị cha già kính yêu đấy nó luôn dồn nén trong lòng. Và giờ đây đất nước đã hòa bình một lần. Viễn Phương nói riêng cũng như một số người con miền Nam nói chung đã nhanh chóng ra miền Bắc để mà được đến bên người, để thỏa nỗi nhớ thương, để bộc lộ những cái nỗi niềm thương tiếc vô hạn đối với vị cha già cái người dân tộc. Thì các em nhớ cái phần hoàn cảnh ra đời như vậy để các bạn khi phân tích để chúng ta nắm được cái mạch cảm xúc của bài thơ.
Bài thơ viết là bác của thể thơ tự do. Về nội dung bài thơ, bài thơ thể hiện cái lòng thành kính và cái niềm xúc động sâu sắc của Viễn Phương nói riêng và của cả dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung đối với vị cha già kính yêu khi người ra đi mãi mãi. Về nghệ thuật thì bài thơ cái giọng điệu trang trọng, thành kính, tha thiết. Và đặc biệt bài thơ sử dụng rất nhiều hình ảnh ẩn dụ, từ ngữ thì gợi cảm. Bài thơ tiếp theo là bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ. Bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ này tác giả là Thanh Hải. Tên thật của Thanh Hải là Phạm Văn Ngoãn. Về hoàn cảnh ra đời thì chúng ta cũng nắm được cho cô đó là bài thơ sáng tác năm 1980 khi tác giả đang bệnh rất nặng và không bao lâu thì ông qua đời. Thì các em cũng cần nắm thêm cho cô đây được xem là bài thơ cuối cùng của đời ông. Khi ông sáng tác bài thơ này thì một tháng sau ông qua đời. Nếu như không hiểu được cái hoàn cảnh ra đời này thì các em thấy rằng chúng ta không thể hình dung được một con người đang bệnh nặng, đang gần lìa xa cõi đời này mà lại có một cái hồn thơ rất tươi trẻ với tất cả những cái khát vọng được cống hiến cho đời. Và đúng vậy, Thanh Hải đã cống hiến đến tận hơi thở cuối cùng. Bài thơ thể thơ của bài thơ đó là 5 chữ. Thì nội dung bài thơ là nhà thơ thể hiện đó là cảm xúc trước cái mùa xuân của thiên nhiên, của vũ trụ. Và từ đó nhà thơ đã thể hiện cái khát vọng đó là làm những cái mùa xuân nho nhỏ để dâng hiến cho đời, để lặng lẽ dâng cho đời. Về nghệ thuật thì bài thơ Đoàn Mùa Xuân Nho Nhỏ đó là một bài thơ có rất nhiều hình đẹp, từ ngữ thì gợi cảm, một số cái biện pháp tu từ như so sánh ẩn dụ cũng tương đối thành công. Và đặc biệt đó là sự sáng tạo gần gũi với dân ca. Bài thơ nói với con của Yến Phương và tên thật của Yến Phương đó là Hứa Vĩnh Sướp, ông là người dân tộc Tày. Bài thơ sáng tác năm 1980, thể thơ tự do. Thì bài thơ có nội dung cũng về tình cảm gia đình. Như các em thấy cái tình mẫu tử là một cái thứ tình cảm rất là thiêng liêng, thì tình phụ tử nó cũng thiêng liêng không kém. Thì bài thơ nói với con là bài thơ thể hiện cái tình cảm của người cha dành cho con rất là xúc động. Và từ cái tình cảm ấy, người cha muốn truyền đến cho con đó là cái truyền thống về cái sức mạnh của quê hương, để từ đó nhắc nhở con sống để xứng đáng với quê hương đất nước, để có ý chí vươn lên để xây dựng quê hương đất nước ngày càng tươi đẹp hơn. Về nghệ thuật thì bài thơ nói với con từ ngữ hình ảnh thơ giàu sức gợi cảm. Và đặc biệt các em thấy những cái lời, những cái giọng điệu trong bài thơ này rất là chất phác mộc mạc, nó như cái người miền núi mà cũng chính người cha đang nói với con. Bài thơ tiếp theo mà chúng ta cần phải tìm hiểu đó là bài thơ Sang Thu của nhà thơ Hữu Thịnh. Tên thật của Hữu Thịnh đó là Nguyễn Hữu Thịnh. Bài thơ sáng tác năm 1977 trong cái thời khắc giao mùa cuối hạ đầu thu. Thể thơ của bài thơ Sang Thu là 5 chữ. Bài thơ có nội dung đó là thể hiện đó là những cái cảm nhận tinh tế của tác giả về cái sự chuyển biến nhẹ nhàng của thiên nhiên từ cuối hạ đầu thu. Về nghệ thuật thì bài thơ là một bài thơ có hình ảnh thơ hết sức gợi cảm, và cũng có nhiều những cái biện pháp tu từ hết sức sáng tạo
thì vừa cô đã vừa củng cố cho các em một số những cái bài thơ hiện đại Việt Nam mà các em đã học trong chương trình ngữ văn 9, kể cả học kỳ 1 và học kỳ 2. Đó là một cái nét cơ bản nhất mà cô nhắc lại cho các em. Các em về nhà cố gắng chúng ta tìm hiểu, phân tích kỹ thêm để nắm vững được nội dung. Thì để khắc sâu hơn kiến thức của các cái tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam, thì cô cũng chia các cái tác phẩm mà thơ này thành các cái giai đoạn để các em nắm cho nó dễ nhớ. Các em về cái giai đoạn sáng tác thì chúng ta thấy ở cái dân thơ Việt Nam chủ yếu hiện đại thơ Việt Nam chủ yếu là từ 45 đến 75 nó được chia thành một số giai đoạn như sau. Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn 1945 đến 1954. Đây là cái thời kỳ chống Pháp. Thì cái bài thơ mà chúng ta được học ở giai đoạn này đó là bài thơ Đồng Chí. Giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn 1954 đến 1964. Đây là cái giai đoạn mà miền Bắc đang trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa. Thì trong giai đoạn này chúng ta có ba bài thơ, đó là bài thơ Bếp Lửa, bài thơ Đoàn Thuyền Đánh Cá và bài thơ Con Cò. Giai đoạn 1964-1975 đó là giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. Thì ở giai đoạn này chúng ta có hai bài thơ, đó là bài thơ về tiểu đội xe không kính và bài thơ Khúc Hát Ru của những đàn lớn trên đường mẹ. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tiếp theo là giai đoạn sau 75. Thì các em gồm những bài thơ như này: Ánh Trăng, Sang Thu, Mùa Xuân Nho Nhỏ, Viếng Lăng Bác, Nói Với Con. Thì khi mà chúng ta chia các cái tác phẩm văn học này thành những giai đoạn như vậy thì chúng ta nhớ cái tình hình xã hội nó ảnh hưởng rất lớn đến các cái tác phẩm văn học. Chúng ta cũng nắm vững cái tình hình xã hội để các em khi cảm nhận, khi phân tích các bài thơ chúng ta không tách rời cái xã hội để các em có cái tìm hiểu kỹ hơn, sâu hơn. Thì thơ Việt Nam chủ yếu nội dung nó xoay quanh đó là cuộc sống, đất nước của con người Việt Nam, cũng như là tư tưởng, tình cảm của con người Việt Nam. Về cái nội dung thứ nhất, về cuộc sống, đất nước và con người, thì cô chia nó thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Thì ở trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ thì chúng ta thấy hiện lên đó là sự gian khổ, sự hy sinh, anh dũng kiên cường của nhân dân Việt Nam qua các cái bài thơ như các em đã thấy, như là bài Đồng Chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính, nó thể hiện rõ nét. Tiếp theo chúng ta sang giai đoạn thứ hai, đó là trong công cuộc xây dựng đất nước. Thì trong cái giai đoạn này thì chúng ta thấy rõ nét nhất đó là cái tinh thần hăng say, cần cù, lao động quên mình của con người Việt Nam khi được làm chủ đất nước. Thì chúng ta thấy rõ nét nhất đó là hình ảnh con người Việt Nam mà được làm chủ đất nước trong cái bài thơ đó là Đoàn Thuyền Đánh Cá. Về cái tư tưởng tình cảm thì các cái tác phẩm thơ giai đoạn 45-75 xoay quanh những cái tác phẩm bài tình cảm như là tình yêu quê hương đất nước. Các em thấy tất cả những bài thơ này nó đều thể hiện đó là tình yêu quê hương đất nước. Rồi chúng ta thấy được đó là sự kính yêu Bác Hồ, vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam, vị cha già của dân tộc, nó được thể hiện rõ nét qua các bài thơ. Tình đồng đội đồng chí nó thể hiện được qua những cái tác phẩm thơ, đặc biệt nó là ở các cái giai đoạn đó là các cuộc kháng chiến chống Pháp ở Mỹ. Tình đồng đội đồng chí theo Sơn Văn Bó. Về tình cảm gia đình thì chúng ta thấy cái tình cảm gia đình gồm đó là tình mẫu tử, tình phụ tử, tình bà cháu cũng được thể hiện rõ nét
à, trong cái giai đoạn này. À, đó là cô đã vừa nên chúng ta thấy được một số cái nội dung của cái thơ Việt Nam ở giai đoạn 45-75. Thì à, để nắm rõ hơn về cái giai đoạn văn học này thì chúng ta sẽ có một số bài thơ cô chia theo, đó là cái chủ đề. Cái chủ đề của các bài thơ này nó có những cái điểm chung, điểm riêng. Cái chủ đề thứ nhất là cô nói về cái chủ đề, đó là tình mẫu tử. Thì như cô nói, tình mẫu tử là một cái tình cảm thiêng liêng và nó đã đưa vào trong thơ ca. Đặc biệt giai đoạn này chúng ta thấy hai cái tác phẩm thơ nó thể hiện cái tình mẫu phụ tử một cách, à, tình mẫu tử rất là thiêng liêng. Đó là bài Con Cò và bài Khúc Hát Ru, những bài lớn trên lưng mẹ. Thì về hai bài thơ này, các bạn thấy điểm chung của hai bài thơ đều ca ngợi cái tình mẹ con đằm thắm thiêng liêng, tình cảm sâu nặng. Tuy nhiên ở cái hai bài thơ này nó cũng có những điểm khác. Ở cái bài Khúc Hát Ru, những bài lớn trên lưng mẹ, thì chúng ta thấy bài thơ nó thể hiện đó là sự thống nhất về tình yêu con của người mẹ à, dân tộc Tà Ôi. Nhưng tình yêu con lại gắn liền với đó là tình yêu nước, gắn liền với cách mạng và ý chí chiến đấu của người mẹ trong cái hoàn cảnh gian khổ của thời kỳ chống Mỹ. Còn bài thơ Con Cò thì các bạn thấy bài thơ nó thể hiện cái tình mẫu tử lại khai thác và phát triển thông qua hình tượng con cò trong ca dao, trong hát ru để ngợi ca cái tình mẹ và ý nghĩa của lời hát ru. Cái đề tài thứ hai mà cô cũng muốn nói đến chúng ta, với chúng ta, đó là hình ảnh của người lính qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Thì ở đây có ba cái bài thơ nó thuộc cái chủ đề này, đó là bài Đồng Chí, bài thơ về tiểu đội sư Cung Kính và bài thơ Ánh Trăng. Về điểm giống thì cả ba bài thơ này đều viết về những người lính yêu nước. Về cái điểm khác thì chúng ta thấy bài thơ Đồng Chí thì các em thấy đó là cái giai đoạn này là chống Pháp, cái điểm khác rõ nét nhất. Ở bài thơ về tiểu đội siêu Cung Kính thì đó là người lính của thời kỳ chống Mỹ, còn bài Ánh Trăng thì đó là người lính sau chiến tranh. Cái điểm khác tiếp theo thì các em thấy cũng rõ nữa, đó là tình đồng chí ở cái bài thơ Đồng Chí là nó dựa trên những cái cơ sở, những cảnh ngộ, những cái lý tưởng chiến đấu của những người lính chống Pháp. Họ cùng nhau chia sẻ những gian lao thiếu thốn của những năm tháng chống Pháp. Còn ở cái bài thơ về tiểu sư Cung Kính thì như hồi nãy cô có nói với các em, những người lính ở đây là những người lính xung phong tình nguyện. Họ từ bỏ những ước mơ của tuổi trẻ, họ đến với đồng bào miền Nam với cái tinh thần xung phong. Cho nên các em thấy rõ nét nhất đó là cái tư thế hiên ngang, cái sự dũng cảm, cái sự lạc quan, ý chí chiến đấu vì miền Nam yêu thương và cũng là vì Tổ quốc thân yêu. Còn bài thơ Ánh Trăng thì các em thấy đó là người lính trong bài thơ gợi lại những kỷ niệm của những năm tháng gian nan, để từ đó nhắc nhở chúng ta cái đạo lý nghĩa tình thủy chung, đạo lý nước nhớ nguồn. Thì cô vừa hệ thống lại tất cả những kiến thức cơ bản về cái thơ Việt Nam giai đoạn 45-75. Hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp ích cho các em khắc sâu được kiến thức về những cái bài thơ mà các em đã học. Và cô cũng mong rằng là các em sẽ về nhà các em học thuộc các cái bài thơ, bài thơ, các em nắm vững hơn những cái nghệ thuật và những nội dung chính của những cái bài thơ hiện đại Việt Nam, để các em có kiến thức làm hành trang cho mình. Thì bài học của cô đến đây là kết thúc. Chúc em vui khỏe, học giỏi. Chúc em có những ngày ôn tập thật tốt để có
có kiến thức chuẩn bị cho cái